Ngày 11 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tuyên Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Đặng Phúc Duệ, Ủy viên Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Quảng Bình. Ở huyện có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tuyên Hóa đã làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Công tác phát triển hội viên mới luôn được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Các phong trào hành động cách mạng do hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động luôn được đông đảo hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng chính sách được 508 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà tình nghĩa, tặng 50 sổ tiết kiệm cho hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, đến nay toàn huyện hội đạt hơn 647 triệu đồng. Phong trào Cựu Thanh niên Xung phong làm kinh tế giỏi phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ phong trào kinh doanh giỏi đã giúp 15 hội viên vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tuyên Hóa còn phối hợp với huyện đoàn tổ chức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng thế hệ trẻ huyện Tuyên Hóa sống có lý tưởng, hoài bão, có trách nhiệm với quê hương đất nước. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tuyên Hóa tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất cách mạng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của hội viên và tổ chức hội, làm tốt hơn nữa công tác nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tuyên Hóa lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Đức Bộ được tín nhiệm tái giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tuyên Hóa khóa mới.